Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin Dân Việt nóng của báo điện tử Dân Việt, phát sóng lúc 11:30 các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên chuyên trang Dân Việt Media và kênh YouTube Dân Việt. Chương trình ngày hôm nay 17 tháng 10 sẽ có những thông tin nóng đáng chú ý sau đây. Không khí lạnh có khả năng cao sẽ tương tác với cơn bão số 6 sắp tới, khiến cho các diễn biến về bão trên Biển Đông trong những ngày tới còn rất phức tạp. Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, Khánh Hòa mong dư luận dừng ném đá nữ học sinh cãi tay đôi với thầy giáo trong lớp học. Hợp đồng giữa huấn luyện viên Park Hang-seo với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF chỉ còn thời hạn tới tháng 1 năm 2023 và rất có khả năng thầy Park sẽ rời đội tuyển Việt Nam nếu bị yêu cầu giảm lương. Thưa quý vị, bão Nessat sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6. Dự báo đến 13 giờ ngày 17 tháng 10 năm 2022, bão Nessat cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650 km về phía đông bắc, cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây 15 km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Diễn biến bão Nessat được dự báo rất phức tạp do không khí lạnh từ phía Bắc có khả năng cao sẽ tương tác với cơn bão số 6 trong thời gian tới. Để chủ động ứng phó với bão, giảm thiểu thiệt hại, ổn định sản xuất khi mưa lũ kéo dài, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, các bộ, ngành theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão Nessat. Duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Và trước đó thì các khu vực của thành phố du lịch Phuket ở miền Nam Thái Lan đang phải đối mặt với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng do ảnh hưởng bởi cơn bão Nessat. Trong khi đó thì tại Philippines, mưa lớn do bão Nessat mang đến cũng nhấn chìm các ngôi làng và vùng đất nông nghiệp ở miền Bắc nước này. Nhiều khu vực của Phuket, Thái Lan bao gồm cả trung tâm thương mại cũ và một số con đường ven biển cũng bị ngập sâu vào hôm 16 tháng 10. Sau trận mưa lớn kéo dài, Hải quân đã được huy động để hỗ trợ người dân địa phương di chuyển đồ đạc, giúp đỡ người già và bệnh nhân liệt giường ra khỏi vùng ngập lụt. Trong khi đó, tại Philippines, mưa lớn do bão Nessat mang đến cũng gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, nhấn chìm các ngôi làng và các vùng nông nghiệp ở miền Bắc nước này, buộc hàng trăm gia đình ở tỉnh Cagayan phải sơ tán. Còn tại Đà Nẵng thì do ảnh hưởng của mưa lũ, hàng nghìn ngôi mộ tại huyện Hòa Vang bị hư hỏng nghiêm trọng vì lượng lớn đất đá theo mưa đổ xuống. Trận mưa lớn vừa qua khiến hàng tấn đất đá từ các quả đồi sạt lở đổ ụp xuống một số khu vực ở Nghĩa Trang, thành phố Đà Nẵng, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang. Lượng lớn đất đá đổ xuống khiến nhiều lăng mộ bị hư hỏng nghiêm trọng, nhiều phần mộ bị đất đá vùi lấp hoàn toàn. Theo Ban Quản lý Nghĩa Trang, thành phố Đà Nẵng, chưa thể thống kê số lượng mộ mả bị ảnh hưởng do sạt lở. Đơn vị đang phối hợp với các địa phương lên phương án khắc phục thiệt hại. Tại Quảng Bình hiện đã ngớt mưa, nhưng nước sông Kiến Giang của huyện Lệ Thủy vẫn dâng cao gây ngập nhà dân. Bên cạnh đó thì mưa lớn cũng đã làm sạt lở bờ ao, khiến hơn 30 tấn cá lóc của bà con Lệ Thủy trôi ra biển. Trận mưa lớn vào tối ngày 15 tháng 10 đã làm sạt lở bờ ao của bà con xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, khiến hàng chục tấn cá lóc trôi theo kênh dẫn ra biển. Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, mưa lớn làm sạt lở bờ ao của 7 hộ dân, khoảng 30 tấn cá lóc và 4,5 vạn cá lóc giống bị lũ cuốn trôi. Để giảm thiểu thiệt hại, người dân đã ra bờ biển chặn trước dòng nước từ ao để vớt cá lên bờ đem bán. Thưa quý vị, liên quan đến vụ sập mỏ titan Nam Suối Nhun của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Quang Cường khiến một người chết, 3 người mất tích. Phía công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Quang Cường cho biết đã huy động tổng cộng 18 xe múc, 3 xe ủi và 5 xe máy cày để làm việc liên tục di dời từng khối cát ra khỏi hiện trường. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, dân quân tự vệ và khoảng 50 công nhân tại chỗ đã được huy động để tìm kiếm người mất tích. Theo thông tin từ Công an huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, thời điểm xảy ra sự cố vào khoảng 16 giờ ngày 15 tháng 10, có 5 công nhân đang làm việc. Bãi cát từ độ cao 20m sạt lở vùi lấp 4 người. Một người may mắn chạy thoát là anh Phan Văn Hưng, tổ trưởng tổ khai thác của công trường. Khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể anh Bùi Quang Trình cách vị trí máy bơm về hướng Tây khoảng 30m, độ sâu khoảng 1m. Ba nạn nhân còn lại hiện vẫn đang mất tích dưới đồi cát, gồm Nguyễn Văn Trung, quê ở Bình Định, Huỳnh Tân Phước và Nguyễn Văn Nam, cùng chú tại tỉnh Bình Thuận.
Bên cạnh công tác tìm kiếm, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã phối hợp với PC09 Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra. Qua xác minh ban đầu của Công an huyện Hàm Thuận Nam, nơi xảy ra sự cố là bãi thải của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Quang Cường đang di chuyển cát đến một vị trí khác cách 400m để phục vụ thi công đường DT719B. Sự cố sạt lở mỏ titan Nam Suối Nhum làm tràn bùn cát từ khu vực bãi thải đến khu vực văn phòng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Quang Cường khoảng 500m. Chuyển qua một số thông tin khác, thưa quý vị, xuất phát từ sự bức xúc khi một nhóm người cao tuổi thường tụ tập hát karaoke ở dưới sân chung cư HH Linh Đàm, Hà Nội. Một số người dân đã mang theo loa kéo, bật nhạc đám ma quyết chiến với nhóm người cao tuổi hát karaoke gây xôn xao. Sở dĩ có sự việc trên bởi trước đó tại đây xuất hiện một số người cao tuổi thường xuyên tụ tập mang theo loa bật nhạc hát karaoke gây ồn ào, khiến nhiều người dân bức xúc, dẫn đến tức nước vỡ bờ. Theo vị tổ dân phố ở khu đô thị HH Linh Đàm, việc nhóm người cao tuổi thường xuyên mang theo loa kéo, bật hát karaoke từ sáng tới tối khuya đã diễn ra từ lâu và cũng từng bị nhắc nhở, lập biên bản. Hiện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt đã nắm được thông tin sự việc và đã giao cho cán bộ đô thị của phường kết hợp cùng công an phường Hoàng Liệt có phương án nhắc nhở, chấn chỉnh tình trạng trên. Thầy giáo Hà Văn Thọ bày tỏ, trong những ngày gần đây có xảy ra việc học sinh và thầy giáo của trường có những ứng xử chưa đẹp. Cộng đồng mạng dư luận đã lan truyền, đã có nhiều ý kiến, bình luận, nhận xét đa chiều và cũng có những tác động không hay đến lớp thế hệ học sinh, tác động đến công tác giáo dục của nhà trường. Hội đồng nhà trường cùng gia đình học sinh đang tìm hiểu sự việc, cùng nhau tìm cách giáo dục, uốn nắn để các em nhận thấy cái sai, cái thiếu chuẩn mực của người học sinh mà sửa đổi. Trong lúc này đây, chúng tôi mong muốn mọi người cùng đồng hành và chia sẻ để cùng nhà trường giáo dục những em học sinh chưa ngoan để các em tốt hơn khi rời khỏi ghế nhà trường. Liên quan đến vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Bình Dương xảy ra vào đêm ngày 14 tháng 10 khiến hai người thiệt mạng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố nghi phạm. Hiện nghi phạm đã có những lời khai bước đầu. Tại cơ quan công an, Lê Văn Thương, 27 tuổi, khai nhận trong lúc nhậu giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn do nói chuyện to tiếng dẫn đến cự cãi rồi đánh nhau. Theo lời khai của Thương, do nóng tính nên không chỉ lúc ăn nhậu, khi đối tượng đi làm, nếu ai đó làm khó chịu thì sẽ đánh. Còn dao tự chế là hung khí gây án, Thương luôn đem theo trong người. Ngoài cầm dao đâm chết Phan Gia Huy, 20 tuổi và Nguyễn Hùng Lý, 18 tuổi, cùng quê Bình Dương, Thương còn dùng dao đâm nhầm bạn mình là Nguyễn Văn Nhanh, 33 tuổi, quê ở Trà Vinh, bị thương nặng do đêm tối. Hiện nay, Nguyễn Văn Nhanh đang bị thương nên được điều trị tại bệnh viện với sự giám sát của công an. Và tiếp theo là những thông tin về bóng đá. Thưa quý vị, huấn luyện viên Park Hang-seo có thể sẽ rời đội tuyển Việt Nam vì bị giảm lương. Hợp đồng hiện tại giữa huấn luyện viên Park Hang-seo với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF chỉ còn thời hạn tới tháng 1 năm 2023. Dự kiến cuối tháng 10 này, đôi bên sẽ tiến hành đàm phán để gia hạn hợp đồng mới. Tuy nhiên, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá Việt Nam sẽ không chấp nhận bất cứ yêu sách nào về lương bổng từ phía nhà cầm quân 65 tuổi. Hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo đang hưởng lương 50.000 USD trên tháng, tương đương 1,205 tỷ đồng trên tháng sau thuế. Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2022, chiến lược gia người Hàn Quốc không còn dẫn dắt U23 Việt Nam giống như giai đoạn đầu. Thay vào đó, ông chỉ chuyên tâm vào cầm quân ở đội tuyển Việt Nam. Vì vậy, VFF chỉ chấp nhận trả lương tối đa 50.000 USD trên tháng như hiện nay. Thậm chí, VFF còn muốn thầy Bắc phải giảm lương xuống mức 30.000 USD trên tháng, tương đương 723,29 triệu đồng trên tháng. Nếu Liên đoàn bóng đá Việt Nam kiên quyết ép nhà cầm quân sinh năm 1957 giảm lương, rất có thể ông sẽ quyết định ra đi. Cách đây không lâu, huấn luyện viên Park Hang-seo từng bóng gió rằng AFF Cup 2022 có thể là giải đấu cuối cùng của ông trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Dân Việt Nóng của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.